thứ năm tuần bát nhật phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 24 từ câu 35 đến câu 48. Hai môn đệ từ Emmaus trở về thuận lại cho nhóm 11 và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng. Thì người hỏi: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này.